Anh chào anh Nguyên. Rồi, dạ rồi mấy cô ngồi bác. đi ạ. Dạ dạ mấy ngồi đi. Mà cô bác trong cộng đồng mạng, trong nước và nước nhiều sức khỏe. Dạ. Cảm ơn anh. Hồi hộp anh đúng không ạ? Dạ. Mà giờ cũng lên này. Ngủ mấy đêm không có ngủ luôn á. Mấy đêm không ngủ luôn hả? Dạ. Thức hồi hộp quá, biết cái văn nói của mình nó được như thế nào nữa. Thôi kể đi, mình có sao mình cứ dạ. chia sẻ thật lòng vậy thôi. Dạ dạ. Đôi khi những cái sự không chuẩn bị của mình mà lại chạm đến trái tim của các cô cũng không chừng đấy. Dạ. Dạ. Hôm nay đến từ đâu? Dạ em đến từ Trà Vinh. Trà Vinh hả? Dạ, có điện lên cho mấy lần gặp chị. Dạ. Dạ, chị nói bữa đó là ngày chủ nhật á, thường Nguyên cũng có làm. Hay thứ bảy. Ừ. Dạ. Thứ bảy mới lên nè. Dạ. Trà Vinh anh đi về đây là lúc nào ạ? Dạ lúc cỡ 8 giờ là lên xe anh đây. Ừ. Dạ, lên đây. Vâng. Rồi anh đi có mình thôi. Dạ đi với cháu với thằng em tài xế. Rồi đó hả? Dạ. Vui nhỉ. Làm giọng anh dạ. Nó theo bỏ chạy anh tàu, nó chạy anh tàu rung. Dạ. Rồi cuối cùng vẫn rung như thường. Mãi giờ mồ hôi nó chảy tót tót luôn á, nó ướt hết trơn rồi đi rửa mặt ngoài. Dạ. Vâng, với sự nghiêm túc của mình với chặng đường khá xa, thành viên cũng chúc cho anh thật là nhiều may mắn ha. Dạ. Dạ. Rồi anh giới thiệu về bản thân cho em nghe nào. Bản thân em thì họ tên. Họ tên thì Kim Văn Tòng. Kim Văn Tòng. Dạ, Kim Văn Tòng. Anh Tòng sinh năm bao nhiêu? Dạ 1975. 1975. Dạ. 48 tuổi. Dạ. Dạ. Rồi công việc của anh Tòng là anh đang làm gì? Dạ làm thợ hồ. Thợ hồ. Dạ. Ừ. Rồi tình cảm hôn nhân. Cảm hôn nhân thì bà xã em mất rồi. Ờ. Dạ. Lâu chưa anh? Cũng 2001 á Nguyên. 2001 à? Dạ. Là 22 năm rồi. Không. Như là mới năm nay là như là 2 năm á. 21. Dạ 21 dạ. Ừ. 21 rồi. Dạ, mới có 2 năm thôi dạ. Đúng không? Dạ. Dạ. Rồi thấy cũng buồn quá. Anh có đông con không? Dạ một đứa con gái. Lớn chưa anh? Một đứa con gái à. Ở với nội luôn rồi. Nhưng mà lớn chưa? Dạ cũng học mẫu giáo rồi. À. Dạ. Học mẫu giáo. Hồi đó anh lập gia đình trẻ à? Dạ. Ừ. Dạ ở bà nội, em ở mình. Ừ. Dạ. Là hiện tại là anh đang làm thợ hồ. Dạ thợ hồ, làm cho công ty xây dựng. Dạ dạ. Dạ. Rồi dạ, cái công việc đó chắc cũng đều đều anh hết. Đều dạ. Dạ. Đang làm cho trường học. Ừ. Dạ, trường học. Rồi. Anh Tống biết đến kênh của Thành Nguyên được bao lâu rồi? Hồi đó thì nói chung là chạy cụ bắp không anh Nguyên. Cái em nghe người ta nói em mua điện thoại cũng nay cách cũng điện thoại cũng nay cũng 2 tháng rồi đó. Yeah. Mà không biết coi sao cái vẻ với đứa cháu nó chỉ cho tao coi. Cái nó chỉ em mới bấm theo cái thấy dạ, thấy cái số Thành Nguyên. Mà yeah. Cũng không biết bấm sao nó mới kêu nó mày bấm lấy cái số luôn á. Chẳng có gì điện chứ giờ nó điện mới không có gặp anh Nguyên mà gặp chị. Dạ. Dạ dạ. Ok, rồi ngày hôm nay thì anh mong muốn bày tỏ tìm mảnh ghép của mình như nào? Mảnh ghép bà xã thì nói chung là phải giỏi đồ, hiền. Dạ. Dạ biết lo lắng cho phòng được rồi. Dạ, biết lo lắng là dạ biết lo được rồi chứ không có cần giàu nghèo gì đâu. Dạ. Dạ. À, có nghĩa là xấu đẹp anh cũng dạ, không quan trọng. Dạ. Giàu nghèo không quan trọng. Dạ quan trọng cái biết lo cho nhà cửa hay thôi, cơm nước thôi chứ không có cực khổ gì đâu. Tuổi tác thì sao? Tuổi tác thì 4 nhỏ hơn 3-4 tuổi cũng được mà lớn hơn cũng được. Dạ. Dạ. À, các cô mà ở những cái vùng miền xa xa thì anh có chịu không? Dạ chịu. Chịu luôn? Dạ chịu nhưng mà phải về bên em mới được. À. Về anh Tòng mới được. Bởi vì nhà còn nhà 2 căn mà mẹ cũng già lớn tuổi rồi. Dạ. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, mẹ 70 tuổi rồi. À, ở với đứa cháu. Rồi em đằng này cũng căn nữa, giờ bỏ đi cũng không được. Ừ. Dạ. Thành ra có nghĩa là xa gần đâu không biết nhưng mà phải về với anh. Dạ. Cho anh đi là cũng được rồi đó ha. Dạ dạ, đúng rồi. Dạ. Dạ. Mẹ già có mình mẹ à. Ừ. Dạ. Ba với mẹ cũng
ly dị năm nay cũng lúc Hùng cũng nhỏ à, tới giờ. Vậy là bây giờ anh đang sống cùng với ai? Ở một mình. Rồi con? Con ở với nội. Ở vậy đó hả? Dạ. Ở với bà nội đi học luôn. Chứ đi làm anh Nguyên coi, đi làm rồi đâu có chăm sóc cho con mình đi học tới nơi tới chốn được đâu. Ra giờ mà với mẹ bà cũng ở mình đó. Dạ dạ. Rồi sáng đi cái nói bữa trước là nói Vũ ơi con đi lên anh Thành Nguyên à, ở làm gì nói kết duyên. Là mẹ anh biết luôn đúng không? Dạ, cho mẹ biết vậy. Rồi có nói gì không? Không, mà vui. Mà vui. Dạ, vui. À, anh chắc cũng ít khi mà lớn tiếng nhỉ? Em hả? À? Dạ, cũng. Cô có mấy khi mà lớn tiếng với người khác không? Dạ, không. Không hả? Dạ, ừ. Có người ta nặng nhẹ em thì có. Đi làm thấy... đôi khi ta nặng nhẹ cũng khóc hoài luôn á. Thấy anh cái cân nặng thì cũng khá là nặng đó, không biết là anh chiều cao cân nặng như nào? À, em 1m75. 1m75 hả? Dạ 1m75, 87 kg. Ừ. Dạ. Đô con vậy mà sợ bị la. Ta, em không có muốn nghe biết không? Mình không muốn đi làm cho người ta, mình không có muốn cớ sợ gì trơn á. Ừ. À, để hiền hậu để người ta thương mình đi làm. Ừ. Chứ không có muốn cớ sợ gì hết. Ừ. Người ta nói nặng nó nhẹ mình để cho người ta lương tâm ta cắn rứt chứ mình không có cãi cự gì hết trơn. Để cho người ta lương tâm cắn rứt đi. Người ta suy nghĩ ta thương mình lại chứ đừng có cãi cự thì sau này người ta đi ra đường ta nói đó nó hổn với ông bà cô bác vậy đó. Dạ. Rồi ok. Như vậy là sau này các cô là làm gì làm ở đâu ở phải đi về với anh ha. Dạ dạ. Dạ, đó là một cái lợi thế của anh đấy. Dạ. Dạ. Thế đâu, anh cũng hiền lành thật thà. Đi, dạ. Dạ. Rồi, thì những tâm tư, những nguyện vọng của anh Tòng, Thành Nguyên cũng đã ghi nhận đây. Dạ. À, sau ngày hôm nay thì Thành Nguyên sẽ gửi cái thông điệp này đến cho các cô. Nếu cô nào đó mà thấy anh dễ thương dễ mến mà muốn kết nối với anh đó, dạ, thì lúc đó Thành Nguyên sẽ bắt nhịp cầu cho anh ha. Dạ dạ. Dạ. Thì anh xem trên kênh của Thành Nguyên á, dạ, có cô nào mà anh vừa ý đó thì dạ, anh cứ gọi điện để mình lấy dạ số. Dạ dạ. Còn nếu không nữa thì cô nào đó mà muốn kết nối với anh thì cứ đến gặp đây, cứ đi về đây gặp Thành Nguyên rồi dạ, Thành dạ, Nguyên dạ sẽ dạ bắt cái nhịp cầu qua cho. Dạ dạ. Rồi có điều gì đó Thành Nguyên chưa hỏi mà anh muốn chia sẻ nhiều hơn thì anh chia sẻ cho em nghe nào. Dạ không. Không hả? Dạ không. Dạ. Dạ. Rồi, thế thì cuối chương trình anh Tòng có điều gì đó muốn nhắn gửi đến cho các cô cũng như là khán giả vài điều không? Dạ có, cũng chúc ông bà cô bác trên kênh của anh Nguyên được nhiều sức khỏe và ăn phát đạt, phát tài và tấn tài, tấn lợi. Dạ. Dạ. Rồi, Thành Nguyên cũng chúc cho anh Tòng thật là nhiều may mắn thành công. Dạ. Cũng như là sớm ý trung nhân mình hồi đáp lại sớm cho anh ha. Dạ. Dạ, rồi chúc cho anh trên đường về vạn sự bình an. Dạ dạ. Dạ. Thank you.